Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ liệt kê những vị thuốc, thực phẩm và các bài thuốc dân gian hỗ trợ cho bệnh nhân đái tháo đường. Sau đây mình sẽ liệt kê tên các loại thảo dược, sau đó sẽ nêu vài bài thuốc phổ biến dễ làm, thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống để các bạn dễ dàng áp dụng. Cỏ bờm ngựa, cỏ gà, cỏ mần trầu, cỏ ngọt, cỏ tóc tiên, cổ yếm, cơm rượu, củ mài, củ năng, cùn lan chôn, dâu tằm, dây thì canh, dưa hấu, dừa cạn, dứa, dứa thơm, đào, đậu bắp, đậu đũa, đậu ván trắng, địa hoàng, điền thanh, hoa phấn, hoàng cầm râu, hoàng tinh hoa đỏ, hồ chi, huyền sâm, khoai lang, khúc khắc, kim anh, lan cuốn chiếu, lê, lô hội, mã đề, mạch môn, mảnh bát, me, me nước, mùn biển, mướp đắng, nắp ấm, ngấy tía, ngô, nhân sâm, ổi, qua lâu, rau bợ, rau đắng đất, rau má lông, rau muống, trâm bụt kép, roi, sậy, sim, sông biến Trung Quốc, sương sáo, tam phỏng, thiên môn đông, thông ba lá, thông mộc, thù du, tơ hồng, sa kê, ý dĩ, màng mề gà, tổ bọ ngựa. Lá dây thì canh. Ta dùng khoảng 10g lá dây thì canh nấu nước uống thay nước trà. Có thể nấu chung với lá ổi hoặc rau ngô để thêm phù hợp với khẩu vị mỗi người bệnh. Đậu bắp là loại thực phẩm đã được kiểm chứng trên thực nghiệm, rất hiệu quả cho người bệnh đái tháo đường. Ta dùng đậu bắp tươi 500g quả tươi hoặc 100g quả khô, thái nhỏ nấu với 2 lít nước, sắc còn 1 lít, uống trong ngày. Đậu đũa, một loại thực phẩm kiểm soát tốt đường huyết cho người bệnh đái tháo đường. Mỗi ngày ta dùng 300g đậu đũa luộc, hạn chế bớt khẩu phần cơm. Lô hội, hay còn gọi là nha đam. Sử dụng 300g nha đam tươi, rửa sạch, gọt bỏ gai, giã nát, thêm vào 200ml nước đã đun sôi để nguội. Ép lấy nước cốt uống trong ngày hoặc xay sinh tố để vào tủ lạnh uống cả ngày. Mướp đắng. Trong khoa y học cổ truyền, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã dùng mướp đắng với lá đa búp đỏ và đậu bắp chế thành dạng trà và viên nang để điều trị đái tháo đường type 2. Ổi. Lá ổi và quả ổi chín có tác dụng hạ đường huyết. Người đái tháo đường có thể dùng ổi chín hàng ngày để ổn định đường huyết, bổ sung vitamin có quả ổi chín. Sa kê. Một bì thuốc từ năm 1998 được sử dụng cho đến hôm nay, có tác dụng ổn định đường huyết. Lá sa kê vàng vừa rụng 100g, đậu bắp tươi 100g, lá ổi non 50g, sắc uống. Những thực phẩm trong chế biến vừa nêu trên dễ dàng tìm thấy trong các gian hàng trong chợ, giúp người đái tháo đường kiểm soát ổn định đường huyết, hiệu quả, dễ làm.